Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chương trình AirDrop, và cái chương trình này nó đang diễn ra trong cái khoảng thời gian rất là ngắn. Thế nên là các bạn hãy tranh thủ thời gian để làm luôn ngay khi mà xem video này nhé. Chương trình này là chương trình AirDrop giữa Sunflower Finance kết hợp với VNC. Và khi mà các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được số token là 10.500 cái đồng SFO đó. Và cái đồng SFO này thì nó sẽ được bắt đầu mở bán vào ngày 8 tháng 5, thì với cái mong muốn là cái sản phẩm SFO được lan tỏa tới đông đảo người dùng. Bên cái dự án VNC cùng với đội ngũ Sunflower Finance thì họ sẽ triển khai ra một cái chương trình tặng AirDrop. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một chút về cái đồng SFO và lý do tại sao mà mình khuyên các bạn nên làm cái chương trình này. Đầu tiên thì nó là một cái chương trình miễn phí, thì chúng ta không nên bỏ qua nha. Vì các bạn không mất tiền, không cần phải đầu tư tiền bạc thì chúng ta nên làm. Bởi vì mình làm một cái nhiệm vụ rất đơn giản thôi mà các bạn có thể nhận được một cái lượng token rất là lớn. Và khi mà cái token đó lên sàn, cái giá của nó sẽ tăng dần theo thời gian. Và tự dưng là cái đồng đó khi các bạn nhận thì nó sẽ càng ngày nó sẽ trở nên càng giá trị. Thì cái dự án Sunflower này họ sẽ có một cái đồng token ký hiệu là SFO. Và Sunflower Finance nó là một cái sàn phi tập trung đầu tiên trong cái hệ thống là BSC, blockchain của Binance. Thì nó có cái chức năng gọi vốn cho các cái dự án tiềm năng để tối đa hóa lợi nhuận khi mà người đầu tư tham gia đầu tư vào các dự án DeFi. Và mục tiêu của dự án là họ sẽ xây dựng một cái hệ sinh thái công nghệ lớn nhất trên cái nền tảng BSC, và đưa cái đồng SFO này sẽ trở thành một cái token đứng đầu trong cái lĩnh vực DeFi sau một năm khởi chạy dự án đó. Và các bạn biết là gần đây những cái chương trình Launchpad của VNC mở bán ra, thì cái thời gian mà mỗi lần mà dự án mở bán ấy thì chúng ta rất là khó để có thể mua được, bởi vì cái lượng người dùng khủng khiếp, người ta đã biết được cái tiềm năng của những cái dự án Launchpad mới mở bán này. Thì khi mà các bạn mua được xong rồi thì ngay khi mà sàn cho giao dịch ấy, P2P, thì các bạn nếu như mà những bạn nào đầu tư thì đã biết được rằng cái giá trị của nó tăng lên rất là nhanh, và các bạn có thể dễ dàng x tài khoản, x3 đến x5, x10 tài khoản ngay trong một đêm luôn các bạn nha. Vì thế nên là khi mà cái dự án họ tặng cho các bạn đồng token miễn phí như này thì không có lý do thì chúng ta không làm. Ok, thì bây giờ cái cách để các bạn có thể nhận được như sau. Đầu tiên thì các bạn cần phải có một cái tài khoản VNDC, và nếu như bạn nào chưa có thì các bạn hãy đăng ký tại tài khoản, và mình có để cái đường link đăng ký dưới cái phần mô tả video này nhá. Các bạn đăng ký tài khoản và các bạn xác thực KYC đi. Mình cũng sẽ gửi cho các bạn thêm một cái đính kèm cái hướng video để hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký để KYC tài khoản VNDC. VNDC nó là một cái ví rất là phổ biến tại Việt Nam rồi, và hầu như là các bạn kinh doanh hoặc là kiếm tiền online tại Việt Nam thì các bạn nên sở hữu một cái ví để các bạn có thể sử dụng rất là nhiều cái tính năng khác nhau và rất là dễ sử dụng nha. Rồi, sau khi mà các bạn đã đăng ký được tài khoản VNDC và KYC thành công rồi thì các bạn sẽ làm các nhiệm vụ như sau. Rồi, bước đầu tiên, bước 1 là các bạn sẽ sao chép cái đường link mà mình có để dưới phần mô tả này. Các bạn sao chép xong rồi thì bước thứ 2 là các bạn sẽ trở ra cái Facebook cá nhân của các bạn. Các bạn chia sẻ lên trang cá nhân của các bạn dưới chế độ là công khai. Đó, thì khi mà các bạn chia sẻ dưới cái chế độ công khai này thì các bạn sẽ nhận được cái số token nó là 10.000 SFO đó. Và các bạn tag 3 người bạn vào nữa thì các bạn sẽ nhận thêm là 500 SFO nữa. Có nghĩa là tổng các bạn sẽ nhận được là 10.500 SFO của VNDC sẽ tặng cho các bạn vào trong cái ví VNDC. Rồi, bây giờ nhá, mình sẽ làm nhá. Sau khi mà mình làm xong bước thứ 3 này, thì sau khi làm xong các bạn sẽ chụp ảnh lại màn hình nhiệm vụ vừa thực hiện. Và bước thứ 4, các bạn sẽ điền thông tin vào một cái biểu mẫu này để các bạn cung cấp cái thông tin dữ liệu và nhiệm vụ của các bạn, để VNDC người ta sẽ ghi nhận cái nhiệm vụ các bạn đã hoàn thành và phân phối cái đồng SFO đến ví VNDC cho các bạn. Ok, let's go, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Bây giờ mình sẽ copy cái đường dẫn này, rồi mình sẽ quay trở ra cái trang Facebook cá nhân của mình nha. Ok, đây, đây là trang cá nhân đây. Rồi, bây giờ mình sẽ dán cái đường dẫn này, copy vào đây. Ok, và bây giờ mình sẽ tag 3 người bạn này, mình sẽ gắn thẻ này, 3 người bạn. Rồi, ok, mình sẽ gắn thẻ 3 người bạn nhá.
Rồi, bây giờ mình đã gắn thẻ xong ba người bạn rồi, mình gắn vào xong này. Đó, cái đường link này nó sẽ là đường link của cái group của VNEC thôi. Nó rất là đơn giản, nó không có cái gì hết các bạn nha. Chúng ta chia sẻ lên trang cá nhân với chế độ công khai. Rồi bây giờ mình sẽ ấn vào là đăng. Ok, sau khi mình đã đăng xong rồi, mình sẽ chụp ảnh lại cái màn hình này của mình. Đó, bây giờ mình sẽ chụp ảnh lại nha. Rồi, mình sẽ chụp lại. Ok, xong rồi. Và bây giờ mình sẽ quay trở ra nhá. Mình đã làm xong cái nhiệm vụ này, dán lên tường của mình rồi, và tag được ba người bạn rồi, và mình chụp ảnh màn hình lại rồi. Và bước thứ tư, mình sẽ điền thông tin vào cái biểu mẫu này. Ok, và bây giờ mình sẽ điền cái form thông tin này nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ điền họ tên này. Rồi, và cái nick trên Facebook của bạn, nick trên Facebook này nó là cái tên hiển thị các bạn nha. Tên hiển thị thì các bạn sẽ điền vào. Rồi, và cái phần thứ ba là địa chỉ Facebook của bạn, thì các bạn sẽ dán cái đường dẫn đến cái đường link trang cá nhân của bạn. Đó, thì các bạn vào đây các bạn sao chép lại cái đường link này nhá, xong các bạn dán vào. Và cái số điện thoại của bạn trên ví VNEC các bạn điền vào. Email các bạn đã đăng ký trên VNEC cũng các bạn cũng điền vào. Và cái link mà các bạn đã chia sẻ thông tin về SFO trên Facebook, mình sẽ quay vào đây. Để lấy được cái đường link này, mình sẽ vào cái mục là 2 phút này. Mình bấm vào mục 2 phút này. Đó, thì nó sẽ ra một cái đường link bài post của mình. Mình sẽ dán vào đây. Mình sao chép lại. Quay lại. Mình dán vào đây. Ok, và sau khi mà các bạn điền đầy đủ các thông tin rồi, thì các bạn sẽ ấn vào cái phần thêm tệp này, là các bạn đính kèm cái ảnh màn hình ấy mà vừa nãy mình cũng có vừa thao tác mình chụp ấy. Rồi ok, mình sẽ ấn vào tải lên. Rồi và bây giờ mình sẽ ấn vào phần gửi để hoàn thành nhiệm vụ. Ok, và như vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ để mà mình có thể nhận được cái airdrop đồng SFO này. Và mình lưu ý cho các bạn là cái chương trình này nó sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 5. Đó, chính vì thế nên là các bạn hãy làm ngay hôm nay nhé. Đó, các bạn hãy làm luôn đi. Rồi, và để cho các bên VNC người ta sẽ tổng hợp và kịp phân phối cái đồng SFO này đến cho các bạn. Cái nhiệm vụ rất là đơn giản thôi, và các bạn có thể dễ dàng nhận được cái đồng token này hoàn toàn miễn phí. Rồi ok, thì đấy là mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể tham gia cái chương trình nhận airdrop của VNC. Hãy nhớ like, subscribe kênh của mình nhé, và đón xem những cái video hướng dẫn kiếm tiền online cộng với chia sẻ cho các bạn những cái kèo airdrop hoàn toàn miễn phí của các dự án kiếm tiền. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, subscribe kênh của mình nha.